Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đại diện khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng cho biết, đơn vị đã quyết định không thực hiện một số nghi lễ tại dịp giỗ tổ Hùng Vương năm 2020. Lãnh đạo khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng đã yêu cầu các đơn vị không thành lập đội tế để tổ chức tập luyện và tế lễ tại lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và lễ dân hương tưởng niệm tổ mẫu Âu Cơ vào ngày 6 tháng 3 âm lịch, tức Chủ nhật ngày 29 tháng 3 tới đây. Còn phần lễ dân hương vẫn diễn ra bình thường, không tổ chức đoàn rước kiệu rước lễ vật của xã Chu Hóa trong lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân vào ngày 6 tháng 3 âm lịch. Các xã, phường, thị trấn Dùng Gian của khu di tích không tổ chức lễ rước kiệu về đền Hùng vào ngày 9 tháng 3 âm lịch. Hiện nay, một số khu vực của khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền Hùng đã được tiến hành phun thuốc tiêu độc khử trùng, bố trí xà phòng rửa tay và nước sát khuẩn.